Xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản giá tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Để tiếp nối những căn nhà được xây dựng độc lập thì hôm nay trong video này, Ngọc Ánh quay gửi tới quý khách hàng một căn nhà xây dựng độc lập tại ngõ 1144 đường Quang Trung, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội nha quý vị. Với diện tích xây dựng của căn nhà là 30m², thiết kế xây dựng là 4 tầng, ngõ trước nhà như quý khách hàng có thể nhìn thấy, riêng ngõ trước nhà của ngôi nhà này thôi nha mọi người, nó khoảng tầm 2m7 và cách với lại trục đường ô tô đi lại chỉ khoảng tầm 10m thôi nha quý vị. Rất là thuận lợi, từ vị trí ngôi nhà này ra trục đường chính Quang Trung Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 200m, cách với lại bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 800m, và từ vị trí của ngôi nhà xung quanh đầy đủ chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học, rất là gần với lại những cái tiện ích xung quanh, đi lên trục đường Quang Trung rất là gần. Và cái hướng nhà là hướng Tây Bắc. Giá chào bán ngôi nhà này 2 tỷ 150 triệu. Mời quý khách hàng theo em và vị trí cụ thể của ngôi nhà nhé. Đây chính là vị trí ngôi nhà được thiết kế và xây dựng độc lập như ngõ trước nhà đây mọi người này. Ngọc Ánh chỉ nói ngõ trước nhà thôi nha mọi người. Gạch này là gạch 40 1 2 3 4 5 6 7 8, làng 8 4 32, có nghĩa là cái ngõ sân trước nhà là 3m2 nha quý vị. Đó, mặt tiền của ngôi nhà là 3m5, và toàn bộ mặt tiền đây đã được ốp đá granite, cũng như là cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha quý vị. Đó, với ngôi nhà này theo hiện trạng thì chỉ việc dọn đồ về ở ngay lập tức, đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 80% giá trị. Và với ngôi nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đều lắp đặt đầy đủ rồi. Như quý khách hàng có thể nhìn thấy trên video thì toàn bộ gần như ngôi nhà này hoàn thiện xong tới 100%, sách vali về ở ngay thôi. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế phòng khách và phòng bếp thì ở đây có hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, gạch lát nền kích thước 60-60, và cái màu tông sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Đó, từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới đường ô tô thì rất là gần, chỉ tầm 10m thôi nha quý vị. Đấy, ngoài cái phần tầng 1 ở đây thì có một phòng bếp nữa mọi người ạ. Đây chính là cái gian phòng bếp, không gian phòng bếp của ngôi nhà rất là đẹp. Chủ đầu tư thiết kế cũng khá là hài hòa với cái tông màu bếp mọi người ạ. Màu nâu và màu trắng tạo nên cái không gian bếp rất là sang, cũng như là nổi bật lên cái khu vực bếp. Nó nhỏ xinh thôi nhưng mà đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Toàn bộ mặt bếp là ốp đá granite và cái tủ bếp này thiết kế là tủ gỗ ăn cường nha mọi người, chống cong vênh mối mọt rất là hợp lý. Bền bỉ với cái thời gian, với cái nguyên liệu này thì chắc chắn là ai cũng biết. Và cái đầy đủ chậu rửa bát cũng như là vòi rửa chất liệu inox 304, với cái tủ, với cái không gian bếp nhỏ xinh nhưng mà chắc chắn là chị em nội trợ nào nhìn vào cái không gian bếp này cũng rất là thích, bởi vì Ngọc Ánh cũng là một phụ nữ và cũng rất là thích cái không gian bếp này nha. Ngoài ra tầng 1 còn có một nhà vệ sinh nữa. Nhà vệ sinh này thì đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tự động lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Với ngôi nhà này, ở phía trên tầng 4 của ngôi nhà đã có bồn nước 1 khối và phía dưới tầng 1 ở đây đã có bể ngầm 2 khối 8 nha quý vị. Nước sạch thì sử dụng nước sạch quận Hà Đông và điện lực là điện lực Hà Nội. Mọi người hoàn toàn yên tâm, hồ sơ điện nước đã được lắp đặt đầy đủ rồi. Tiếp theo, hệ thống toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà, toàn bộ chất liệu là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang đây mọi người có thể nhìn cụ thể giúp Ngọc Ánh, nó là ốp đá đen trắng rất là đẹp, rất là tinh tế. Vậy thì tầng 2, 3, 4 thiết kế như thế nào, mời quý khách hàng theo em. Và quý vị ơi, ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà này được thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Mời quý khách hàng theo em vào phía phòng ngủ trước. Gian phòng ngủ này thì chủ đầu tư ốp toàn bộ là cái sàn gỗ công nghiệp nha mọi người. Đó. Cửa sổ hướng ra phía bên ngoài được thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Đồng thời có đầy đủ ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa. Và cái không gian phòng ngủ này có chủ đầu tư lắp đặt luôn là trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng âm trần rất là hợp lý. Đó, cái căn phòng ngủ này cũng rất là rộng nha mọi người, rất là rộng đấy ạ, nó rơi khoảng tầm 15m². Cửa thông phòng thì được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp đây. Quý khách hàng có thể nhìn cụ thể, Ngọc Ánh review thì rất là chi tiết. Từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới bến xe Nghĩa thì rất là gần nha mọi người, nó chỉ khoảng tầm 800m thôi, vô cùng hợp lý đấy ạ. Và cái hành lang đi ra từ phía cầu thang đi lên, hành lang vào căn phòng ngủ cũng như là vào nhà vệ sinh thì rất là rộng. Và đây chính là cái phòng vệ sinh của cái tầng 2, thiết kế rất là đẹp nha mọi người.
rất là hài hòa, cũng như là đầy đủ hệ thống sen kê tắm nóng lạnh này, bồn cầu liền khối, vòi xịt và hệ thống lavabo. Ở đây là chủ đầu tư có lắp thêm kệ để đồ, kệ khăn ở đây nhé mọi người, quạt hút mùi và thông gió đây. Nói chung là cái căn nhà này với cái vị trí này giá vô cùng hợp lý tại cái thời điểm mà dịch Covid như thế này nha mọi người. Tiếp nhá, mời quý khách hàng lên trên phía tầng 3 cùng Ngọc Ánh nhá. Và với tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế nó cũng tương tự như tầng 2 thôi mọi người ạ. Đây. Đây mọi người nha, thiết kế giống hệt như tầng 2. Như vậy thì cái ngôi nhà này bước chân lên trên phía tầng 3 là có hai phòng ngủ lớn riêng biệt, nhà vệ sinh riêng biệt, rất là thoải mái. Vị trí của ngôi nhà thì thuộc với lại ngõ 1144 đường Quang Trung, và cụ thể là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông nha mọi người. Đó, tất cả những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh đi lại rất là gần, ra tới cái trục đường Quang Trung cũng vậy. Từ vị trí ngôi nhà này phải nói luôn là Ngọc Ánh thấy rất là xuất sắc, và cái ngõ trước nhà, đường trước nhà cũng rất là thông thoáng. Nhà vệ sinh tầng 3 đây. Nói chung là đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng quý vị ạ. Phần còn lại đó là tầng 4, mời quý khách hàng theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, như quý vị nhìn thấy ở đây là có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang nha mọi người. Và đây mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ tay vịn cầu thang, như Ngọc Ánh chia sẻ từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà, toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc lên tận trên tới tầng 4 đây mọi người. Và tầng 4 của ngôi nhà thì được thiết kế như sau, gồm một khu vực sân phơi, một gian phòng thờ và một phòng riêng biệt nữa. Đây chính là cái gian phòng riêng biệt này, thì quý khách hàng nói chung là cái này đáp ứng công năng của quý vị thì quý vị có về có thể về sử dụng tùy ý. Tuy nhiên thì căn nhà này tổng có 3 phòng riêng biệt nha mọi người. Và cái phòng nào cũng vậy, đầy đủ ánh sáng, đầy đủ cửa sổ, đầy đủ cái ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa cho mình rồi. Đây là gian phòng thờ nha mọi người, đây. Nói chung là thiết kế với cái 30m², chủ đầu tư thiết kế tối ưu nhất cái diện tích công năng sử dụng cho quý khách hàng. 30m thì nghĩ là nhỏ đấy, nhưng mà quý khách hàng có thể nhìn thấy giúp Ngọc Ánh từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà này. Ngọc Ánh review chi tiết thì cái công năng sử dụng gần như là ok nhé mọi người nhá, rất là hoàn hảo. Và đây là phần sân phơi. Đây chính là khu vực để máy giặt. Và đây là phần sân phơi, quý khách hàng có thể ngắm nghía xung quanh giúp Ngọc Ánh. Với cái ngôi nhà này ấy, thì rất là thông thoáng, nhiều cây xanh cũng như là xung quanh rất là nhiều hộ dân, khu dân cư đông đúc. Và quý vị ơi, với cái ngôi nhà này Ngọc Ánh xin nhắc lại nhá, hướng nhà là hướng Tây Bắc, diện tích là 30m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, 3 phòng ngủ và phòng khách, phòng bếp, phòng thờ riêng biệt. Vậy thì quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về ngôi nhà này hoặc những ngôi nhà khác, vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nhá. Mua nhà thời điểm này nó là quá ok mọi người ạ, vì thời điểm dịch đã như thế này thì cái giá mà chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng rất chi là hợp lý. Còn chần chừ gì mà không bốc máy lên gọi ngay cho Ngọc Ánh để được tư vấn tốt nhất nha mọi người. Khi mà mọi người xem thì nhớ đăng ký kênh cho Ngọc Ánh và nhớ like để ủng hộ em. Đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản bổ ích nhất cho mọi người nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.